Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ dán màn hình trông cho Galaxy Z Fold 3. Bước 1. Vệ sinh màn hình Galaxy Z Fold 3. Chúng ta sẽ sử dụng khăn lau bụi chuyên dụng để lau. Các bạn yên tâm, nếu như các bạn mua sản phẩm bên mình sẽ có đầy đủ phụ kiện dán cho các bạn sử dụng. Bước 2. Ướm miếng dán màn hình Galaxy Z Fold 3. Chúng ta sẽ ướm miếng dán sao cho vừa khít với màn hình trong nhất có thể. Bước 3. Miết miếng dán màn hình Galaxy Z Fold 3. Chúng ta sẽ sử dụng miếng gạt cứng để miết keo cố định lại miếng dán. Bước 4. Gạt lớp đế dưới màn hình Galaxy Z Fold 3. Chúng ta sẽ nhấc miếng dán lên và gạt lớp đế ra. Các bạn chú ý gạt đều tay, vì gạt lớp đế này ra thì miếng dán trên nó chính là miếng dán màn trong của chúng ta. Trong quá trình gạt mà vẫn còn bọt khí, thì chúng ta sẽ nhanh tay gạt đẩy nó ra. Chúng ta sẽ đẩy tương tự như lúc trước, nhấc lên, gạt và đẩy, mít bọt khí nếu cần. Nếu trong quá trình dán nếu như các bạn có thắc mắc gì thì xin vui lòng để lại bình luận ở phía dưới video này. Bước 5. Gạt và đẩy bọt khí miếng dán màn hình. Chúng ta sẽ tập trung đẩy bọt khí ở phần giữa màn hình ra như mình đang làm ở đây.
Bước 6. Bóc lớp bảo vệ miếng dán trên cùng Galaxy Z Fold 3 ra. Đây là bước cuối cùng trong suốt quá trình dán màn. Để có thể mua được sản phẩm, các bạn vui lòng liên hệ đến số hotline và địa chỉ hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi. You know.